xuất huyết giảm tiểu cầu dễ bị hiểu nhầm sang bệnh lý khác. Nam giới thường chủ quan khi mắc bệnh lupus ban đỏ. Không để cò móc túi bệnh nhân chạy thận. Đó là những nội dung chính trong bản tin sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Và ngay bây giờ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, cùng với tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng, dự kiến ngày 1 tháng 7 năm 2023 tới, khi áp dụng tăng lương cơ sở, thu nhập của những đối tượng này sẽ được cải thiện mạnh mẽ. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng một tháng theo Nghị định 38 năm 2019 của Chính phủ lên 1.800.000 đồng một tháng. Mức lương của cán bộ, nhân viên y tế được tính bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở cũng từ đó được điều chỉnh tăng theo. Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, theo cơ chế đặc thù, đảm bảo không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022, không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch bậc khi nâng bậc, nâng ngạch. Theo khảo sát dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á do Freelance Campia khởi xướng và công bố cho năm 2022, 90% trẻ em Việt Nam ăn sáng, nhưng hơn 50% trẻ không được đáp ứng đủ nhu cầu vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển, và trong đó đáng kể là thiếu đạm, vitamin D và canxi. Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của bữa sáng bởi cung cấp từ 15 tới 25% năng lượng cho cơ thể trong ngày. Ngoài ra, bữa sáng còn giúp duy trì cân nặng hợp lý, bảo vệ dạ dày và hệ tiêu hóa, tăng cường hoạt động não bộ, tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ các bệnh mãn tính. Để trẻ không bị thiếu hụt năng lượng, các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, bên cạnh món ăn thường ngày, cha mẹ nên bổ sung thêm sữa tươi vào thực đơn bữa sáng cho con. Bữa sáng của trẻ cần có đủ 4 nhóm chất cần thiết là trái cây, rau, protein, sữa và ngũ cốc. Trong đó, nhóm sữa có hàm lượng canxi cao dễ hấp thụ, chứa đầy đủ chất đạm, chất béo, đường, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh. Thưa quý vị, xuất huyết giảm tiểu cầu là một loại bệnh lý miễn dịch do gây giảm tiểu cầu trong máu, dẫn tới chảy máu, nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bậc cha mẹ vẫn chưa hiểu hết về căn bệnh này, tự ý chữa trị tại nhà và dẫn tới nhiều trường hợp bệnh nhân đưa tới bệnh viện trong tình trạng nặng. Bệnh nhi 6 tuổi này, nhà ở miền núi xa xôi, đang được điều trị tại khoa huyết học lâm sàng của Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhập viện trong tình trạng có những chấn thương bầm tím trên cơ thể và nhiều nốt xuất huyết ngoài da, kèm với đó là biểu hiện nôn ói. Sau quá trình thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết giảm tiểu cầu, dẫn đến thể trạng mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Hôm nọ là bé học ở trên trường mẫu giáo, ngã phát là thấy sưng hết trán lên, sáng hôm sau thông tím hết ở dưới mặt mắt lại, một bên là không mở được. Nếu mà không đau cũng chả biết là cháu nhà mình là bị tiểu cầu đâu. Thỉnh thoảng cứ hay thăm long lổ lại bôi những bạch hổ và cao vào thôi thì thấy cháu đỡ thì vẫn đi bình thường. Xuất huyết giảm tiểu cầu có thể có diễn biến khác nhau giữa người lớn và trẻ em. 70% trẻ em sẽ hồi phục sau 3 tháng, 20-30% sẽ chuyển thành dạng mãn tính. Ngược lại, ở người lớn, bệnh thường có diễn tiến thành mãn tính hay tái phát nhiều lần. Suy tủy xương hay nguyên nhân của xuất huyết giảm tiểu cầu nó khác nhau, mà nhiều khi người ta phải chọc tủy xương để người ta kiểm tra, người ta mới biết được rằng là bệnh nhân này là xuất huyết giảm tiểu cầu đơn thuần hay là bệnh nhân giảm tiểu cầu do suy tủy xương. Vì giảm tiểu cầu ngoại biên như vậy cho nên bệnh nhân có thể có xuất huyết từ nhẹ cho đến nặng, thậm chí là có những bệnh nhân xuất huyết não nữa do giảm tiểu cầu chẳng hạn. Thì những cái đó là những cái mà các bác sĩ khi mới nhìn bệnh nhân thôi thì khó mà có thể phân biệt được là xuất huyết do suy tủy xương hay xuất huyết do giảm tiểu cầu, mà chúng ta phải làm thêm một số xét nghiệm thì mới chẩn đoán được. Xuất huyết giảm tiểu cầu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, khi số lượng tiểu cầu quá thấp, cơ thể người bệnh sẽ có thể bị xuất huyết tự nhiên hoặc xuất huyết khi va chạm rất nhẹ. Vì vậy, người dân cần nâng cao nhận thức trong việc sàng lọc bệnh, hạn chế chơi những môn thể thao có tính đối kháng, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi thấy trẻ có những nốt xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám, không nên tự ý dùng thuốc điều trị tại nhà, dẫn đến tình trạng bệnh có thể trở nặng thêm.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bệnh lupus ban đỏ hệ thống chủ yếu gặp ở phụ nữ, số lượng nam giới mắc rất ít. Và chính vì điều này đã khiến cho nam giới chủ quan không khám để phát hiện sớm bệnh, hoặc khi được phát hiện bị rồi thì nghĩ rằng mình có sức khỏe và không có biện pháp để phòng tránh, điều trị đúng, khiến cho nam giới đã mắc là thường bệnh chuyển nặng nhanh và tử vong cũng nhanh hơn so với nữ giới. Bệnh nhân nam này chỉ phát hiện bệnh khi gặp đợt cấp suy nội tạng, phải nằm điều trị cả tháng ở bệnh viện Bạch Mai. Lúc em nằm ở Bạch Mai thì là bị ảnh hưởng đến tim, phổi, là tim to, phổi là tràn dịch và có mủ, gọi là áp xe, là kết luận bác sĩ kết luận là áp xe phổi. Em vẫn đi làm đều đặn, ăn uống sinh hoạt bình thường. Em vẫn đi làm về cơ khí và em vẫn leo trèo mãi bình thường, phơi nắng bình thường. Trong buổi lễ kỷ niệm ngày bệnh nhân lupus ban đỏ thế giới, có hàng trăm bệnh nhân nữ, duy chỉ có hai nam giới tham gia và đảm nhận công việc trang trí sân khấu cho buổi lễ. Họ là bệnh nhân mắc bệnh lupus giống nữ giới. Số lượng bệnh nhân nam mắc bệnh rất ít, nhưng chuyển biến bệnh hoặc gặp phải những cơn cấp thường nặng hơn nữ giới. 3-4 năm đấy thì nói chung là cứ vào làm lửa tháng và kiểu cứ sốt xong nó phá ra ngoài ấy. Nó lở loét rồi nó rụng tóc. Em điều trị cả bên bệnh viện Trung Quốc một tháng năm 2004, bị nhiễm trùng máu. Xong bắt đầu từ ngày nhiễm trùng máu về bắt đầu là nó cứ ốm yếu đi. Mình cũng cần phải cảnh báo một chút đối với các bệnh nhân nam giới, vì người ta ít quan tâm đến cái tình trạng lupus, vì nghĩ mình không mắc phải, mình không gặp phải. Bệnh có liên quan đến ánh nắng mặt trời, do đó thì việc mình phải che chắn, mình phải chống nắng, mình phải thực hiện các biện pháp mà phòng vệ dưới ánh nắng mặt trời là việc quan trọng. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân lupus thì ảnh hưởng đến nhiều cơ quan nội tạng, do đó thì cái chế độ mà làm việc mà nghỉ ngơi thì cần phải hợp lý. Đó, mình sẽ phải sắp xếp thời gian, sắp xếp cái chế độ hợp lý nhất để có thể duy trì một cái sức khỏe tốt nhất. Ánh nắng là kẻ thù số 1 gây những cơn đợt cấp cho bệnh nhân lupus ban đỏ, trong khi phần lớn bệnh nhân nam không có biện pháp phòng hộ khi ra nắng. Có những bệnh nhân vẫn còn làm công việc nặng nhọc ngoài trời đã dẫn tới những biến chứng ở bệnh nhân nam tiến triển rất nhanh và nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ khuyến cáo nam giới cần hiểu đúng về bệnh để có biện pháp phòng vệ nhằm duy trì sự sống lâu dài. Cách đây 2 tuần, khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định thông báo dừng chạy thận và bệnh nhân tự liên hệ chuyển viện tiếp tục chạy thận, bệnh nhân đã vô cùng hoang mang, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm nơi chạy mới. Lợi dụng tình hình khó khăn của bệnh nhân, đã xuất hiện cò mồi mời chào và nhận tiền của bệnh nhân để xin chuyển sang bệnh viện mới. Tuy nhiên, đã có trường hợp bệnh nhân may mắn được giúp đỡ nhập viện, đòi lại được tiền, đã phải chi trả cho cò mồi. Bệnh nhân này bị liệt do một tai nạn giao thông khi anh lái xe tải và lao xuống ao. Cùng thời điểm đó, anh phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối và bắt buộc phải chạy thận. Bệnh nặng không đi lại được, vợ cũng bỏ anh ra đi. Vậy là một mình vượt lên hoàn cảnh. Một tuần 3 buổi, anh vượt 30 km từ nhà đến Bệnh viện Sài Gòn, Nam Định để chạy thận. Nó hỏng liên tục, đó là bệnh viện mà nó đi đêm hôm để nó thủng xăm thủng lốp thì rồi cứ nhờ, xong rồi cứ gọi người loại kia nhờ mỗi người một đoạn rồi lạp pin rồi kéo về thôi. Cháu nó cứ đi học về nó lại lau rửa vết thương cho rồi nó ấy, chứ còn bà con hàng xóm thì cứ mang cơm nước đến cho để ăn. Là một trong 9 bệnh nhân đầu tiên sau thông báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định dừng chạy thận, anh đã tìm được nơi chạy thận mới, đó là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định. Để có tiền chi trả cho cò mồi là 10 triệu đồng khi chuyển viện, anh đã phải đặt sổ hỗ trợ thương tật, được hơn 500.000 đồng một tháng để vay cầm cố bên ngoài cho đủ số tiền đưa cho cò mồi bệnh viện. Quá thương với hoàn cảnh tận cùng của sự khổ cực, không vợ, xin ăn hàng ngày, đích thân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định đã gặp gỡ bệnh nhân, điều tra người nhận tiền và trả lại số tiền mà bệnh nhân đã phải chi cho cò mồi. Không biết lay hoay đi đâu, viện một người ta gửi về, ta bảo về đấy tự túc lo đi chứ lần sau vào đây người ta không nhận nữa. Thế bây giờ về mà lo chỗ chạy định kỳ thì em qua môi giới quen biết thì hai anh em rủ nhau bảo thôi thì bỏ ra mỗi anh em 10 triệu để chạy. Và mấy ngày sau là có người liên hệ là đến đây gặp là được luôn. Vấn đề thứ nhất là bây giờ là làm sáng tỏ cái việc mà bác sĩ của tôi ở đây là không có nhận tiền của anh. Vâng, đúng rồi. Cái đấy nhá. Vấn đề thứ hai là qua cái thông tin của anh thì tôi sẽ
điều tra ra cái cô này và nếu lấy lại tiền thì tôi trả lại cho anh. Dạ vâng ạ. Trong vòng 1-2 ngày nữa. Vâng. Cái thứ ba nữa là cái chạy thận của anh ấy thì nếu anh yêu cầu mà chạy K3 thì hiện tại bây giờ là không được. Vâng. Thì khi nào có bệnh nhân người ta chuyển đi hoặc thế nào thì mình sẽ chuyển sang nhé. Vâng. Cái thứ tư nữa là anh sẽ ở đây tối thì anh ở đây nghỉ và sáng mai anh về. Dạ vâng. Tôi sẽ bố trí giường nha. Vâng. Cũng ngay sau đó, bệnh viện cũng đã trực tiếp tiếp nhận 20 bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định sang điều trị tạm thời trong thời gian bệnh viện này chờ đấu thầu vật tư y tế. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định chỉ có 3 bác sĩ và 15 y tá điều dưỡng, nhưng vẫn tăng cường chạy thận thêm 5 ca để bệnh nhân không bị gián đoạn trong điều trị bệnh thận mãn giai đoạn cuối. Trong phần tiếp theo của chương trình, bệnh nhân nấm phổi Aspergillus khó khăn vì không được thanh toán bảo hiểm y tế. Zumba Dance, môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi. Thưa quý vị và các bạn, nấm phổi là một bệnh nhiễm trùng phổi ít gặp ở người bình thường có sức đề kháng tốt. Bệnh hay gặp ở người suy giảm miễn dịch, già yếu, mắc bệnh mãn tính lâu ngày. Tỷ lệ bệnh nấm phổi chỉ chiếm có 0,02% các bệnh phổi. Tuy nhiên, khi bị nấm phổi không phát hiện điều trị kịp thời thì khả năng tử vong rất cao. Điều trị nấm phổi thường kéo dài nhiều năm và vô cùng tốn kém, nhưng thuốc ưu tiên điều trị cho bệnh nhân thì lại không được bảo hiểm y tế thanh toán. Bệnh nhân phát hiện nấm phổi Aspergillus từ năm 2016. Bệnh nhân có tiền sử bệnh lao và đây là điều kiện để nấm phổi phát triển. Từ một người có thể trạng to lớn, khỏe mạnh, giờ cơ thể bệnh nhân suy kiệt vì sự tàn phá của nấm phổi. Cùng với đó là sự khánh kiệt về tài chính bởi khoản chi phí 5 triệu đồng một tháng để điều trị bệnh nấm phổi. Lại là rất tốt kém và tất nhiên là nếu mà được sự bảo trợ của gia đình thì đó là một điều rất tốt. Vì gia đình nhà tôi thì cũng hoàn cảnh con tôi đứa... Năm nay 5 tuổi thì nó lại bị bại não, nó không ngồi được, tức là nó chỉ nằm nhức suốt. Hiện nay nấm phổi bệnh nhân phải tự chi trả thuốc hàng tháng từ vài triệu tới vài chục triệu đồng. Với khoản chi trả như vậy đã khiến không ít bệnh nhân uống thuốc cầm chừng, không theo đơn của bác sĩ. Vì vậy mà bệnh tiến triển nặng nhanh và thời gian sống khó kéo dài. Với lại cái chế độ như thế này thì được cũng là một cái việc khó khăn cho gia đình ấy. Bởi vì tháng 3 đến 5 triệu là tiền thuốc men. Nếu như có được phép thì tôi xin đề nghị với lại cấp trên ấy, xem xét bổ sung cái hạng mục này là hạng mục mà thuốc nấm của phổi này vào cái mục mà thuốc bảo hiểm y tế để hỗ trợ cho bà con. Hiện tại thì những cái thuốc điều trị kháng nấm thì hiện tại không được bảo hiểm y tế chi trả. Và đấy cũng là một trong những khó khăn chính của việc điều trị này, khi bệnh nhân điều trị kéo dài và hoàn toàn không được hỗ trợ từ bảo hiểm y tế, cho nên chi phí điều trị gánh nặng về kinh tế nó sẽ rất là cao. Theo thống kê, khoảng 50% bệnh nhân đã từng mắc lao đến khám tại các cơ sở chuyên khoa hô hấp mắc nấm phổi do Aspergillus. Nếu như với bệnh lao, Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh tật đứng thứ 11 thế giới, thì với bệnh nấm phổi Aspergillus mãn tính, chúng ta đứng thứ 5 trên thế giới với trên 55.000 ca. Vì vậy, giảm gánh nặng cho bệnh nhân, chính sách bảo hiểm y tế cần quan tâm chi trả cho đối tượng thuộc nhóm bệnh này. Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 15.000 ca nấm phổi xâm lấn mỗi năm. Nấm phổi mãn tính có Aspergillus có trên 50.000 trường hợp mỗi năm. Tuy nhiên, số người được chẩn đoán vô cùng khiêm tốn, chỉ khoảng 1 trên 1.000 ca mắc, và điều này cho thấy số người mắc bệnh mà không được chẩn đoán và tiếp cận điều trị là rất lớn. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Phổi Trung ương xung quanh vấn đề này. Xin được cảm ơn bác sĩ vì đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay với phóng viên của kênh truyền hình VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bác sĩ đánh giá gì về tỷ lệ tử vong ở bệnh nấm phổi Aspergillus? Tỷ lệ tử vong do nấm trên toàn cầu mỗi một năm mình sẽ chết khoảng 2 triệu người. Và số lượng người chết do bệnh nấm thì còn cao hơn so với bệnh lao là 1 triệu 500.000 người và cao hơn rất nhiều so với những người mắc bệnh sốt rét khoảng hơn 600.000 người. Thế còn về nấm phổi do Aspergillus thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Có hai nhóm nấm chủ yếu do Aspergillus, đó là nấm phổi xâm lấn
thì tỷ lệ tử vong sẽ là 50-100% nếu không điều trị. Và nấm phổi mạn tính thì tùy theo các nghiên cứu và các số liệu của các quốc gia khác nhau thì tỷ lệ tử vong từ khoảng 30-70% trong vòng 5 năm nếu không được điều trị. Chủ yếu nấm phổi mạn tính do Aspergillus tử vong là do ho ra máu. Hiện nay những cái bệnh nhân mà nhập viện thì sớm hay là muộn thôi chị? Ở những nhóm bệnh nhân mà mắc bệnh phổi mạn tính do Aspergillus thì thường có những cái triệu chứng lâm sàng rất là thầm lặng, diễn biến âm ỉ, và người bệnh có khi cảm nhận rằng là có thể rằng là đấy chỉ là một cái triệu chứng bình thường của mình thôi và mọi người không đến khám, và thường thì bệnh nhân đã đến khi mà tình trạng bệnh rất là muộn. Và khi mà bệnh nhân đến ở trong cái tình trạng muộn như thế thì cái kết cục điều trị và cái tỷ lệ kết cục điều trị thì không cao, và cái những cái biến chứng của bệnh hoặc là những cái nguy cơ tử vong là sẽ lớn. Có thể thấy rằng cái tỷ lệ tử vong ở Việt Nam vẫn còn rất là cao. Thế thì bác sĩ có nhận định gì về cái việc mà chúng ta thiếu những cái xét nghiệm cũng như là những cái phương pháp điều trị ở trong các cái bệnh viện ở Việt Nam hiện nay? Những cái kỹ thuật xét nghiệm truyền thống như là việc nuôi cấy thì cái tỷ lệ cái khả năng bắt được hay còn gọi là độ nhạy rất là thấp. Thông thường thì từ khoảng 10-20%, nếu mà như thế thì mình hiểu là mình đã bỏ sót khoảng gần 80% những người bệnh có khả năng được chẩn đoán bệnh. Do vậy thì những cái kỹ thuật chẩn đoán mới, đặc biệt là về nấm ở Việt Nam thì cần phải được mọi người triển khai sớm và triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Và đây không phải là chỉ là thực tế ở Việt Nam, đây là những cái khoảng trống lớn về chẩn đoán nấm ở những nước nghèo, đặc biệt là khu vực châu Á, Đông Nam Á và khu vực châu Phi. Có những phần thuốc thì được đưa vào danh mục bảo hiểm chi trả, nhưng có những phần thì lại không được bảo hiểm chi trả. Và những cái phần mà bảo hiểm không chi trả nó lại là cái lựa chọn đầu tiên trong hướng dẫn trên toàn thế giới. Thì chúng ta cần phải làm gì để có thể nâng cao cái chất lượng điều trị cũng như là chẩn đoán cái bệnh nấm phổi này? Tăng cường đào tạo hoặc là cập nhật những cái kiến thức mới, đặc biệt là những bệnh về nấm. Những người bệnh như thế nào thì có nguy cơ mắc nấm, mình sẽ phải nghi ngờ về nấm trên những trường hợp nào. Thứ hai là mình phải tăng cường chuẩn hóa về các quy trình kỹ thuật xét nghiệm, đặc biệt là những cái quy trình kỹ thuật xét nghiệm đã được triển khai hoặc triển khai phổ biến ở các nước khác thì cũng cần được triển khai tại Việt Nam. Thứ ba là những thuốc về điều trị nấm thì mình có được nhiều hơn những số loại thuốc hoặc là tên số loại thuốc hoặc các số loại này, chủng loại và các dạng thuốc khác nhau để có thể phù hợp với tùy từng điều kiện của bệnh nhân và tùy từng giai đoạn điều trị. Xin cảm ơn bác sĩ vì những cái thông tin rất hữu ích bác sĩ đã cung cấp tới với khán giả. Thưa quý vị và các bạn, nhảy Zumba đang là bộ môn thể thao được nhiều chị em lựa chọn để luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần. Một bộ môn thể thao phối hợp toàn thân, năng động, âm nhạc tươi vui sôi động khiến cho ai cũng thích thú. Từ một học viên học nhảy Zumba để thư giãn sau những giờ làm việc tại văn phòng, thì giờ đây chị Thanh Bình đã trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Từng là chuyên viên công nghệ cho một công ty nước ngoài, không ai nghĩ sẽ có một ngày chị Thanh Bình từ bỏ công việc đã làm hơn 8 năm để gắn bó với bộ môn này. Bởi chị muốn truyền tải những điều tích cực từ âm nhạc cũng như điệu nhảy Zumba đến với các học viên. Để truyền tải được đến tới cho mọi người những cái lối sống tích cực và lối sống lành mạnh, hướng tới việc tập luyện nhiều hơn để có một sức khỏe dẻo dai, tinh thần tốt. Chị Hương năm nay gần 50 tuổi, chị bị thoái hóa đốt sống cổ, mất ngủ gần 3 năm nay. Tuy nhiên sau khi chăm chỉ luyện tập thể thao, đặc biệt là tập Zumba đều đặn, thì sức khỏe của chị đã được cải thiện rõ rệt. Trước kia về sức khỏe của tôi không ổn định, tôi bị thoái hóa đốt sống cổ và đốt sống lưng, khô khớp. Thì sau một thời gian tôi tham gia bộ môn này được khoảng một thời gian, thì tôi thấy cải thiện về sức khỏe, về ăn ngủ rất là tốt hơn, tinh thần sảng khoái. Và khi tôi đi kiểm tra lại sức khỏe của bác sĩ, thì bác sĩ đã nói là sức khỏe của tôi tốt hơn rất nhiều so với thời gian trước. Đẩy tay mọi người ơi! Rồi, nhún người lên nhá! Năng lượng lên nào! Nhu cầu luyện tập thể thao ngày càng nhiều, tuy nhiên không phải ai cũng có thể sắp xếp thời gian đến phòng tập cũng như tìm được nơi tập phù hợp với nhu cầu của mình. Chính vì thế, giờ đây các trung tâm thể dục cũng đã tổ chức các lớp tập trực tuyến. Giải pháp này đã phần nào khắc phục được những trở ngại về khoảng cách địa lý cũng như thời gian.
tập online qua Zoom thì nó sẽ giúp cho mọi người được kết nối với nhau dễ dàng hơn. Mọi người có thể tập tại nhà, có thể tranh thủ tập tại nơi công sở, những cái giờ làm việc ngoài giờ, và quan trọng nhất là cùng một mục đích là cùng hướng tới việc rèn luyện sức khỏe và tập thêm cho mình một bộ môn năng khiếu mới, làm cho tinh thần mình có thể tinh hơn, tốt hơn mỗi ngày. Cùng với đi bộ, bơi lội thì nhảy Zumba được xem là một trong những cách tốt nhất giúp cải thiện hoạt động của tim. Dù là với bộ môn gì, đến tận lớp, tập trực tiếp hay mỗi ngày chỉ cần dành ra khoảng 30 phút để tập trực tuyến thì chắc chắn sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.